Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với Văn Hồng Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi thử một cái tựa game nó tên là Eurochuck. Đó là một tựa game mình sẽ tải để mình chơi thử xem nào. Rồi, đây là cái tựa game này. Ôi giời, nhìn trông hơi si đa tí. Đây, chở cái xe tải này, xem xe gì mà chẳng có kính luôn nhỉ, tài xế thì đeo mặt nạ như vậy. Xe này như xe Comat hay sao anh em, góc cam này, ôi vô lăng cũng không phản hồi luôn, gương thì không nhìn được. Gương không nhìn được luôn. Được cái màu sắc của nó khá là tươi nhé. Chúng ta sẽ có 1 góc cam, 2, 3, 4 góc cam. Thế mình sẽ thử góc cam này đầu tiên này. Không có gương nhé. Vạch tăng tốc nó đây. Trời, được. Cái thùng này khó lái thế nhỉ? Rồi. Game Sida quảng cáo nhiều vãi đạn rồi. Xe là chiều rác, phải đi tránh mấy thùng rác. Thank you.
game thì dễ mà khó phải nhỉ. Ô, đây đi đi kiểu gì? Đổ dốc đấy. Yeah, chết rồi. Kịp giờ. Giờ xuống phố rồi các bạn. Khó phết đấy. Game này chúng ta chơi khó ấy. Mình cũng bị rơi xuống cái chỗ này. Đi nhanh quá thì áo bị rơi. Bố xuống sông rồi. Rồi ra đi lại nhá. Khó thế. Tôi cứ thăm từ từ thôi. Không đi ẩu nữa. Thank you.
và nó chỉ cho chúng ta 2 phút để đi thôi. Ok, kìa, nó ngớt rồi. Lùi dợ khó rồi. Không móc ở đây, không đi ra hàng rồi. Cay thật sự. Thôi cố lên, cách đi có một tí nữa thôi, cố lên. Ôi trời ơi, khó thế, rất khó luôn.
bạn á. Quá dễ nhỉ? Rồi đến mẹ 7 nhá. Lại mưa rồi. Yeah.